Dạ rồi, xin chào cô chú anh chị em mình ha. Chào cả nhà mình trở lại kênh của em. Thì hôm nay cũng khá là lâu cả nhà. Chưa quay lại cái khu mai vườn lớn nha cho cả nhà mình xem. Thì hôm nay sáng chị em quay ha cả nhà. Thì số cây này hôm trước là mình chừa lá nè, mình chỉ bấm sâu rồi thôi cả nhà. Nay thì nó cũng đi đừng cơi hai cơi nữa, nó đã làm nụ rồi. Tại cái lô này trồng vào tháng 4 tháng 5 đó, thì trồng thời điểm đó thì những cái cây của mình nó cũng không có đi được được nhiều ha. Thì chủ yếu là mình trồng cho nó bắt đất thôi đó nha ha, nó bắt đất để cây mai của mình năm tới khi mình đôn lại đó thì nó sẽ đi được tốt hơn ha. Này, số này thì em cũng rải phân dơi nè cả nhà, rải phân dơi chủ yếu là để cho nó xanh ha, dưỡng cái rễ đầu tiên. Thì cái lô này em cũng chưa đi phân đâu cả nhà, đi cái lượng phân thùng thôi đó, lượng phân thùng cái hữu cơ đó cả nhà, tư hữu cơ cộng dưỡng rễ ha, tư để cho nó bắt rễ thôi. Rồi, mới trụ gom lên đây nè. Cây nhỏ này mới trồng thì nó cũng rễ nó chưa bắt ra, thì mình trụ gom nhiều khi sợ nó ngợp cây đó cả nhà, nên trồng thời gian. Mình cảm thấy nó xanh đi được cơi mạnh rồi thì mình sẽ trụ gom lên ha, trụ gom lên trên. Số này này nó cũng đâm tược nhiều ha, cây đang thả luôn đó nha, năm tới anh bấm lại rồi mình mới chỉnh sửa ha. Lô này thì vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm tới ha, nếu mà nó đủ tàn rồi mình sẽ chỉnh sửa cho nó đẹp ha. Chủ yếu là cái khu này để chỉnh sửa cho nó đẹp, thì những cái lô bự như như những cái lô mà mình mua cái tấp lớn mình trồng trước nè, ví dụ mình bán khu này xong ha, bán khu lớn xong thì mình sẽ dời những cái bồn nhỏ này nè nha, mình sẽ đem qua, thì chỉ lấy hai cục gạch mình đem qua thôi, rất là đơn giản nha. Cây mình nó cũng không có mất sức gì. Ví dụ đây là ba lớp gạch thì mình sẽ gỡ hai lớp gạch trên rồi mình bỏ băng keo rồi đỡ lại, hoặc là mình để bao mình ghim qua. À, mình đem qua cái giờ chỗ khác, mình đem qua cái bồn nào mình cần trồng ha. Okay. Thì cái lô lớn này thì hôm trước cũng mua lại của người ta, đã trồng được hai năm mấy ba năm nữa nha. Trồng hai năm mấy ba năm thì mình mua về mình trồng. Chủ yếu là cái lô này mình trồng khoảng 2 năm nó đủ tàn rồi. Nó đủ tàn rồi mình sẽ bán nha nha. Sẽ bán. Mới sửa đó nha, lô này mới sửa, thì vì chỉnh sửa cho nó đều tàn đi ha. Sau năm tới khi mình đôn lại thì cái cành nhánh mình nó sẽ đều cả nhà. Còn nếu mình khi mình không sửa thì cái nhánh nó chồng chéo ha, nó rối, khi mình lại lá ra cái phơm tàn nó không có đẹp ha. Cái cành nhiều khi nó chỉ qua chỉ lại, còn cái này mình đã chỉnh sửa ra rồi thì nó không có bị chồng chéo nữa ha. Thời điểm này nó đi cơ thứ ba nữa nha, cái lô này đi cơ thứ ba rồi. Lúc mà em mua cái lô này nè cả nhà, mua cái lô này ha, thì chủ trước người ta không có sói bầu, nên nó như những cái này nè, cái này nó bị nghiêng nè cả nhà, nên nó bị lép tàn một bên ha. Tại vì không sói thì nó sập phân, thì gió nó lung lay nó bị nghiêng một bên. Nên cái tàn nó không có được đẹp ha, cái tàn nó không có được đẹp. Do vậy thì khi mình lên mình nuôi lại đó, lúc đó em bứng cái bầu, em quấn băng keo về rồi xong trồng xuống em ém dùng cây á, mình sẽ ém những cái cổ rễ này, những cái chỗ mà nó trống nè, sập phân trấu xe dừa đó mình sẽ ém vô, cây mình nó mới bắt rễ, nó không có lung lay. Và mình cầm cái cây này nha, cầm cây này thì gió nó cũng không có bị đưa qua đưa lại nữa, nó không có động rễ. Đó là cái cách để bảo vệ cái cây mai của mình nó không có bị cũng như là bật gốc lên nữa nha, nó không luôn động rễ thì cái rễ nó ra bắt ra mau hơn ha. Này thì đi được lượng phân rồi cả nhà. Ở những cây ở dưới đất này thì đi cái lượng phân hiện tại bây giờ là đi cũng được 4-5 đợt rồi ha, đi cũng 4-5 đợt rồi mà đi lượng phân thì nó cao hơn so với những cây tinh chậu, và đặc biệt những cái cây ốc nhớt này nữa cả nhà. Những cây ốc nhớt này thì mình sẽ đi cái lượng phân sẽ cao rất nhiều ha, so với những cái mai lớn của mình mà ghép ở tinh chậu. Tại vì ốc nhớt thường là
mình tưới từ ngày mình mới ghép ha, mới ghép mà tăng cái lượng phân cho tới khi mà nó một năm hai năm thì càng ngày nó càng tăng. Nên có những anh em người ta tưới khoảng 1 kg ha, 1 kg cho 1 phi 200 lít nước, nhưng mà ở đây trồng dưới đất thì mới thời gian đầu thì mình tưới khoảng 300 gram, mà lên 400 gram 500 gram mình tưới tăng hai đợt mình tăng lần, 3 đợt mình tăng lần ha, để cho cây mai mình nó phát triển. Tại vì những cây gốc nhớt này là toàn những cây già mùa, nên khi mình mà tưới phân thì mình phải tăng ha, thì nó mới đi trượt được mạnh. Còn nếu mình tăng không có nhiều thì nó dễ bị cũng như dễ làm nụ nha cả nhà. Sửa hết luôn ha, sửa. Cây cụ lớn cả nhà, cây này cụ lớn ha, cây này vành vành thân nó chắc khoảng 24-25 cụ lớn ha nhà. Đây cái cụ vừa những cái lô mà quấn rễ đẹp đó cả nhà thì thường nó sẽ tạo những cái cụ lớn đó. Do vậy thì mình khi mình mua, mình mua để mình trồng đó nha, thì mình sẽ mua những cái bộ rễ nó đẹp ha, bộ rễ nó đẹp. Đây, cái này dùng đây, lá này cũ nhìn thấy quanh eo này 25. Đó, thì nhắc lại phân đó nha, lúc đầu mình trồng ha, anh em mình ví dụ mới trồng nhưng mà trồng vào những tháng này là lại không có tốt ha, không có ngon, thì bước qua từ tháng 12, tháng giêng, tháng 2, tháng 3 ha, trễ thì cũng tháng 4 trở lại thôi, thì mình sẽ trồng thì cái cây mai của mình nó sẽ đạt hơn. Và đặc biệt khi mình muốn trồng thì mình để cây mai của mình, ví dụ như mình nuôi 1 năm rồi ha, hơi trễ thì mình đừng có đồn sớm nè, đồn sớm thì nó ra tược rồi, mà khi mình trồng xuống đất nữa ha, trồng đất mình đôn lại cái nữa mình lãi lá thì cái mai mình nó cũng chậm phát triển. Mình cứ để ha, cứ để mình tưới phân bình thường cho tới tháng 3 ha, rồi sau mình muốn trồng cho đất đó là mình ngưng phân khoảng chừng 20 ngày 1 tháng gì đó cả nhà. Rồi mình xối bầu phân ra để mình trồng, xói một phần ra để cho cái trồng xuống đất cho cây mai mình nó phát triển sẽ nhanh hơn. Vào thời điểm đó thứ nhất là cây mai mình nó tiết nó còn nắng nó không có mưa nhiều nè, và thứ hai nữa thì tiết nó còn cũng như là sưng nó còn nha các nhà, gió thì gió chướng thông, cây mai của mình nó phát triển nó đi được sẽ đồng đều hơn. Còn bước qua tháng 5, tháng 6 thì thời điểm này là mưa nhiều, thời tiết nhiều khi là lạnh đó nha, thì cái bộ rễ cây mai của mình nó mưa nhiều thì nó không có ráo, thì rễ cám nó ra không có được nhiều. Do vậy thì mình sẽ trồng vào thời điểm nó khô ráo, tha mình tưới ha, mình tưới mình canh lượng nước thì nó sẽ tốt hơn, chứ để mưa nhiều nhiều khi cây mai của mình nó sẽ bị dư nước ha, rất là khó. Nhưng mà mình biết rồi thì mình làm đúng thời điểm thì cái mai của mình nó sẽ đạt hiệu quả hơn nha cả nhà. Này thấy phân tàn cũng lớn nha. Này, những anh em mình coi những cái clip trước khi em trồng thì anh em mình cũng biết. Này, lâu này thì lúc đó em bấm sâu hết rồi cả nhà. Này, bấm sâu vô tới trong này hết nè. Rồi nó mới ra. Cây này kia có cây cơ thứ ba. Ha, có cây cơ thứ ba. Như vậy. Đây, lúc đó bấm nè, bấm vô sát vô tông này hết ha. Này thì chỉnh ra. Này, con số nó nở bông gió này nha. Đây, bông này cũng lớn nha. Đa phần thì trồng cái lô dưới đất này là trồng cái thủ đức là nhiều nha cả nhà. Đây, thủ đức là nhiều.
trồng cái tớp 50 cây lớn nữa nha. 50 cây lớn thì nó đã đi cơi 2, có số đi cơi 3. Em mới cũng mới rong tỉa ra cho nó thoáng nè. Tỉa ra nó thoáng. Ví dụ sau này thì những cái chột nào mà nó ngay những cái đầu mặt cắt thì mình sẽ để lại mình ghép luôn. Còn chỗ nào không ngay thì mình sẽ đục bỏ ha, đục bỏ mình đóng vô trong cái cốt này. Đóng vô cái cốt này. Như vậy thì chắc có lẽ là mình cắt xuống tí nữa cả nhà. Cho nó tới cái chột này ghép vô thì nó miếng hòa ra mau hơn nha. Rồng thoáng hết rồi. Tại vì rồng thoáng thì cái chột nó sẽ mau già, và với lại diệp sáp sâu bọ nó không có trú ẩn được ở trong đó, thì cây mai mình nó thoáng được thì nó không có bị bệnh nhiều, nó đi trượt sẽ nhanh hơn. Này, như bấm đông nhiều ở trong đây bắt đầu nó lên lại nữa cả nhà. Ở đây thì nói chung là em chơi mai ghép nên đa phần thì em sẽ ghép hết ha, mua phôi về mình trồng xuống, trồng xuống đất. Những anh em mình ví dụ như mới tập chơi đó thì có thể là mình sẽ mua về mình trồng lại trên bồn khoảng chừng 3 tháng đến 4 tháng ha. Khi mà đi cây 2 rồi chắc ăn nó bắt để vô xuống đất thì mình sẽ ghép thì nó an toàn hơn. Còn những anh em mình mới tập chơi mà muốn lên chậu đó thì nói chung là mình nên mua những cái cây gọn thôi cả nhà. Trước tiên là để mình học hỏi kinh nghiệm, để có thể là mình sẽ từ từ mình tưới, mình xịt thuốc, mình canh nước tưới ha, như thế nào để cho nó mình nuôi được một cây nhỏ rồi ha. Nuôi được cây nhỏ thì sẽ có một chút kinh nghiệm cả nhà. Rồi từ từ ha, mình sẽ nuôi qua cây lớn, lớn hơn. Đó là để muốn chia sẻ cho anh em mình, có thể là mình sẽ biết ha, biết để mình nuôi một cái cây mai. Nó đơn giản, nó không khó mà cũng không dễ ha. Nhưng mà mình nuôi rồi, mình biết cách. Thứ nhất là đặc biệt là cái phân thuốc thì mình đúng cử nè. Thứ hai nữa là mình canh cái lượng nước. Canh cái lượng nước để cho nó phù hợp. Mình tưới nhiều quá không được ha, mà tưới thiếu nước một hai ngày cũng không có được. Đối với những cái mai ghép của mình thì nếu mà thiếu nước á là cây mai mình nó dễ bị dập đọt nè ha. Dập đọt rồi mình tưới vô thì nó bị vàng lá, rồi nó bị mất nước nhiều thì cái cây mai nó mình nó xuống luôn ha, nó suy luôn. Đó, do vậy thì anh em mình có thể là từ từ mình làm cây nhỏ để mình có kinh nghiệm, mình làm lên cây lớn thì rất nhiều. Nói chung anh em mình khi mà muốn chơi một cây mai thì muốn mua ha, muốn chơi một cây mai mình muốn mua cây bự về mình để mình chơi, mình chơi cho nó lớn nó to. Nhưng thật ra thì khi mà về càng vô nuôi cây bự á thì anh em mình càng lại càng khó ha. Và đặc biệt nếu mà cây bự mình không biết cách mình ép chậu ha nha, thì nó cái lượng nước nó cái tấu xe dừa của mình vô chậu lớn thì cái chất trồng của mình nó nhiều, chất trồng nhiều, nhiều khi mình tưới nó ôi nước trong đó hoài, nó không có thoáng, để cám nó không có. Thì cây mai của mình khi ghép vô ghép vô cái cây đầu để đi bình thường, nhưng cây hai thì lại nó bị xuống. Anh em mình không hiểu lý do tại sao, nhưng rất nhiều anh em hỏi em ha, rất nhiều anh em hỏi cái tình trạng đó là xảy ra rất là nhiều. Nên có thể là mình nếu mà chấp nhận nuôi thì mình phải nghiên cứu nó từ từ nha cả nhà. Nên cũng khó khăn đối với những cái cây lớn. Còn cây nhỏ thì chậu nhỏ thì mình tưới thì nó rất là bình thường nha cả nhà. Rồi mình mời cả nhà mình xuống cái lô ở trên kia ha. Rồi mời cả nhà mình xuống ha, tham quan là cây lô mình trồng trước ha. Cái lô mình trồng trước nay nó cũng gần một năm rồi cả nhà. Trồng vào tháng 8 thì nay cũng như tròn một năm đi. Thì xem lại coi nó thời điểm này thì nó phát như thế nào ha. Thấy nó cũng khá là tốt đó cả nhà. Thông cảm nha, tại vì em đi một mình thì quay nó cũng hơi
khó cho cả nhà mình. Đây, cái lồng này nè cả nhà. Lồng này thì lâu này thì sửa em cũng mới tháo dây ra, mới tháo dây khoảng được 10 ngày rồi nha. Mình nhẩm xem đây này nó phát triển như thế nào ha, xanh đều luôn đó nha. Sữa này ha, nó cũng tháo dây, nó rút huyết rồi nha, tháo dây ha, sườn này nó muốn bằng ngón tay tỏ em luôn này, nó màu ha, củ này nó cũng nở ha. Cả nhà thấy ha, sườn nó lớn rất là màu. Nó chịu, khi mà nó chịu bắt đất rồi đó nha, thì cái mai của mình ha, nó đi được ha, càng đi phân thì càng đi được nhiều, phân càng tăng thì cái được nó đi càng mạnh ha. Ở trong đây nha cả nhà, nếu mình xiên được ha, mình sẽ rong tỉa những cái nhánh ở trong đây nè, thì nó thoáng thì cây mai của mình nó không bị bệnh nhiều đâu cả nhà. Dòng bỏ bớt ra. Mới mưa xong cả nhà. Rồi thì sơ lược lại nha cả nhà. Thì quay lại cho khu vườn thì hôm trước thì trồng cách nay cũng cái lâu này trồng được 1 năm rồi cả nhà. Thì ngẫm xem qua thì cho cả nhà mình xem ha, để coi thời điểm này thì nó phát triển như thế nào rồi. Lần nữa ha, xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã bỏ thời gian xem qua những clip của em ha. Cô chú anh chị nào thấy video hay thì cho xin một like nha cả nhà, một đăng ký để ủng hộ tinh thần ha. Em quay những clip tiếp theo. Dạ rồi, em xin kết thúc video tại đây. Dạ, em xin mến chào ạ.